Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Phương mình cưa cái cây tràm bông vàng nó nghiêng vô nhà nha các bạn. Cái cây này nó muốn ngã muốn sập rồi các bạn ơi. Rồi chú mình bắt đầu chuẩn bị leo lên cây nha. Cái cây này nó cũng nhỏ các bạn. Ngoài những cái là nó khó nha, khó là nó nghiêng vô nhà của người ta các bạn. Ông nhóc chân đó ngay chỗ cái tay ông ngay chỗ cái nạn hai ở trên đó. Cái trời này muốn sập rồi các bạn. Cắt cái cọng dây này cái trời này sập luôn, sợ sập luôn. Không miếng đi. Sập đó tao thành cái gắn được tới. Rồi chúng mình đứng đó kéo cái máy cưa lên nha các bạn. Tao mới nói nãy. Cái mới đó. Đó tiêu mà. Kìa, đứng kìa. Cha không lên đèn theo. Này là thiếu. Rớt lên máy chạy không sao nghe các bạn. Trên nữa nha. Cái cây này nó nghiêng nó dài lắm các bạn. Rồi chúng mình leo mây vàng ở trên luôn rồi. Cây này người ta sợ dòng gió nó ngã bất tử các bạn, cho nên người ta kêu hạ cái cây này luôn. Tránh gà dữ đi.
quá khéo rồi, dục ngay lỗ trống luôn. Rồi mà kẹt trên đó luôn rồi. Chúng mình ở trên đó bắt đầu mang mấy cừa vô để leo xuống các bạn ạ. Cây nó rung rinh rung rinh. Rồi chú đứng đó chắc cường đoạn ngay đó các bạn ơi. Cái trạng này rồi chúng mình cuộc cái cọng dây ở trên cái cây đó đằng gịch cái nguyên cái thân ra ngoài luôn nha các bạn. Kẹt cưa ơi.
đỡ bắn kìa. Ê, chịu lại. Rồi đáng gạch luôn đi chú ơi, ngã rồi. Ngã, quá khéo luôn. Ngã cái miếng chạy rồi. Cây này nó già, nó nhỏ mà trồng lâu quá nó già, già cây hết rồi. Còn cái đó là cái này cái cây này đi, còn mấy cái nhánh mà dư của mấy chú leo xuống, chú nhúng leo xuống. Rồi video mình đến đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký những chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.